Xin kính chào tất cả quý vị đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một buổi tối bình yên, hạnh phúc bên gia đình. Vâng, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ những tin tức mới nhất cập nhật được là khởi tố bắt giam 3 cán bộ ở quận Tân Bình. Phát hiện 3 tiếp viên Việt Nam Airlines xách 10 kg thuốc lắc và ma túy từ Pháp về Việt Nam. Vướng nghi án giao kéo vì nhan sắc thăng hạng, Lâm Vĩ Dạ nói gì? Vâng, đầu tiên nhất thì chúng ta xin được chia sẻ 3 người bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát và lãng phí rất là nhiều. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với 3 người gồm một người làm việc tại Ủy ban Nhân dân phường 5, quận Tân Bình, một người là chuyên viên phòng tài nguyên môi trường quận Tân Bình và một người nữa là nhân viên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại quận Tân Bình về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát và lãng phí quá nhiều. Tất cả quyết định và lệnh đã được Viện Kiểm soát cung cấp phê chuẩn. Theo đó, chuyên viên phòng tài nguyên môi trường bị khởi tố là bà Phạm Thị An Nương, 46 tuổi, ngụ quận Tân Bình, nhân viên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai là ông Trần Anh Vũ, 38 tuổi, ngụ tại Tân Bình luôn. Người làm việc tại Ủy ban Nhân dân phường 5 là cán bộ phụ trách địa chính. Liên quan đến vụ việc, hơn một năm trước, trong việc chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 24 CTTU ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy của thành phố Hồ Chí Minh về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu của nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng nhà, đất đai, tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu của nhà nước trên địa bàn thành phố thì quận ủy, ủy ban nhân dân quận Tân Bình phát hiện các dấu hiệu vi phạm. Thanh tra quận sau đó chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an của thành phố Hồ Chí Minh xác minh xử lý những người liên quan cũng đã bị đình chỉ công tác. Ba tiếp viên hãng hàng không Việt Nam Airlines xách 10 kg thuốc lắc và ma túy từ Pháp về Việt Nam. Lực lượng chức năng đang xác minh làm rõ 3 tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines xách hơn 10 kg thuốc lắc và ma túy trên chuyến bay VN10 từ Pháp về Việt Nam. Tối ngày 16 tháng 3, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam xác nhận là đã có 3 nhân viên, 3 tiếp viên hàng không của Việt Nam Airlines trên chuyến bay VN10 bị bắt giữ do xách ma túy và thuốc lắc từ Pháp về Việt Nam. Chúng tôi đang yêu cầu Vietnam Airlines báo cáo cụ thể hơn về vụ việc này. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh. Cục Hàng không Việt Nam cũng cho biết, đề phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không, Cục đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, để phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa bằng đường hàng không. Quý vị biết rằng 10 kg thuốc lắc và ma túy vào Việt Nam sẽ độc hại biết bao nhiêu người. Và cái số tiền mà vận chuyển này không biết là họ mua, họ bán lại hay là họ vận chuyển cho ai nữa. Bên cảnh sát điều tra thì họ đang điều tra về vấn đề này. Trong đó, các hãng hàng không được yêu cầu có trách nhiệm chỉ đạo đoàn bay, đoàn tiếp viên rà soát bộ, thường xuyên kiểm soát tổ bay khi làm nhiệm vụ. Quán triệt phải yêu cầu tổ bay chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động hàng không. Chỉ đạo bộ phận an ninh hàng không của hãng tập trung và phân tích. Phải đánh giá về tình hình, xác định trọng điểm, về thời gian chuyến bay, chặng bay, đối tượng, phương thức, thủ đoạn hoạt động để phối hợp với lực lượng hải quan, lực lượng kiểm soát an ninh của hàng không Việt Nam.
lực lượng kiểm soát an ninh hàng không ngoài ra phải có biện pháp kiểm soát chặt chẽ với các chuyến bay, đối tượng cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh. Thực tế hoạt động của tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy và tiền qua các biên giới diễn biến rất là phức tạp. Các đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy qua tuyến hàng không chuyển phát nhanh bưu điện sử dụng các thủ đoạn ngụy trang rất là tinh vi như là bỏ ma túy vào ngăn giả của các túi sách, bao bì, rồi đóng thùng lại. Nhiều khi họ có những cái aluminium á các bạn, họ giấy kiến họ bao chặt lại và để tránh thoát khỏi những con chó nó đánh hơi hoặc là qua cái máy kiểm soát. Trong các lọ thuốc, thực phẩm, chức năng, các hộp bánh kẹo, mỹ phẩm, trong vật dụng gia đình hoặc nuốt luôn cả ma túy vào người để qua cửa hải quan nhằm đối phó với sự kiểm tra của máy soi và chó nghiệp vụ của hải quan. Hàng không cấm bay hai nữ hành khách có hành vi gì các bạn? Trộm cắp, chiếm đoạt tài sản. Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định cấm bay với hai nữ hành khách do có hành vi trộm cắp, chiếm đoạt đồ của người khác tại sân bay. Những hành khách này đã bị xử phạt hành chính nhưng họ không nộp phạt. Cụ thể, cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không đối với bà VTHM, địa chỉ thường trú tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, và bà TTKA, địa chỉ thường trú tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, do đã có hành vi trộm cắp, chiếm đoạt, chiếm giữ trái phép đồ vật trong cảng hàng không sân bay. Trên tàu bay mà chưa có mức bị truy tố, trách nhiệm hình sự bị xử phạt, phạm vi hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, có thể là những người này ăn cắp và chiếm đoạt tài sản với lại cái giá trị nhỏ chứ không phải là lớn. Không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, quá thời gian nộp phạt tiền phạt, mặc dù đã được các cơ quan chức năng đôn đốc nhưng các đối tượng nêu trên vẫn không chấp hành quyết định. Do vậy, Cục Hàng không Việt Nam đã ra quyết định cấm vận chuyển bằng đường hàng không đối với hai hành khách này với thời hạn là 12 tháng tính từ ngày 15 tháng 2 năm 2023 đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2024 và kiểm tra trực quan bắt buộc 6 tháng tiếp theo tính từ ngày 15 tháng 2 năm 2004 đến hết ngày 14 tháng 8 năm 2024. Và tin cuối cùng là vướng nghi án giao kéo vì nhan sắc được thăng hạng một chút xíu thì Lâm Vĩ Dạ đã nói gì? Nhiều khán giả bất ngờ khi diện mạo của diễn viên Lâm Vĩ Dạ có nhiều thay đổi, đường nét trên gương mặt của cô ngày càng sắc sảo và mặn mà hơn. Chúng ta nhìn cái nhan sắc của Lâm Vĩ Dạ gần mới đây thì có thể là đã có giao kéo rồi đấy các bạn. Không thua gì một minh tinh hay là một người mẫu. Gần đây tại vì Lâm Vĩ Dạ thường xuyên đăng tải hình ảnh xinh đẹp của mình trên Facebook cá nhân và chúng ta cũng đã nhìn thấy rõ ràng là hình như Lâm Vĩ Dạ đã thay đổi rất nhiều trên gương mặt của mình qua hình ảnh này. Nó có một chút xíu giống như là Phi Thanh Vân nha các bạn. Nhất là cái lỗ mũi với cái miệng á. Nhất cái mũi và cái môi. Nhiều người nhận xét so với trước đây, đường nét trên mặt của nữ diễn viên có nhiều thay đổi. Trong đó, phần mũi và cằm thon gọn. Khác biệt hẳn ngày xưa, đôi mắt của Lâm Vĩ Dạ cũng được khen có hồn hơn. Bên cạnh đó, lối trang điểm nhẹ nhàng, trong trẻo cũng giúp cô trở nên trẻ trung và tươi tắn. Nữ diễn viên phim Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy còn thường xuyên diễn vái hở vai, khoe bờ vai thon gọn,
Tuy nhiên, cũng chính vì bất ngờ có sự thăng hạng về nhan sắc này, Lâm Vĩ Dạ bị một số khán giả cho là đã can thiệp vào dao kéo để cải thiện ngoại hình của mình. Chia sẻ với phóng viên Dân Trí, Lâm Vĩ Dạ khẳng định bản thân không phẫu thuật thẩm mỹ. Ngoại hình cô có nhiều thay đổi tích cực hoàn toàn xuất phát từ những nỗ lực của bản thân. Thời gian qua tôi cắt giảm tinh bột và đồ ngọt, đi bộ nhanh mỗi ngày 2 lần. Mỗi lần 30 phút tôi bổ sung uống nước ép sinh tố, ăn trái cây, không đường để giảm được 9kg, Lâm Vĩ Dạ chia sẻ. Theo nhiều người nói mình tập thể dục nhiều thì đối với thân hình thôi, nhưng mà gương mặt thì sẽ không thay đổi. Nếu mà gương mặt của mình phải có sự dao kéo can thiệp vào mới có sự thay đổi từ cái mũi nè và ánh mắt nữa. Nữ diễn viên cho biết sở dĩ cô đặt ra mục tiêu này vì sắp tới sẽ xuất hiện ở 2 show truyền hình mới với vai trò là người dẫn chương trình cùng diễn viên Mạc Văn Khoa và ca sĩ Chuân Phạm. Bà xã diễn viên Hứa Minh Đạt cũng nhắn nhủ đến mọi người rằng cứ chịu khó dưỡng da và giữ dáng thì sẽ chắc chắn sớm đẹp hơn. Đó là đối với là diễn viên thôi các bạn, và những người phải dùng thân hình và gương mặt của mình đại diện ở trên sân khấu, vì kinh tế của họ là nhờ nhan sắc và thân hình của họ. Còn những người mà lao động chân tay đâu có tiền đâu mà đi dưỡng da hàng ngày các bạn ha. Những năm gần đây, Lâm Vĩ Dạ là gương mặt quen thuộc trong các game show, chương trình giải trí. Cô được yêu thích nhờ khả năng hoạt ngôn, lối nói chuyện hài hước. Dù vậy, khi đứng chung sân khấu cùng với những diễn viên nổi bật ngoại hình như là Lan Ngọc, Thúy Ngân, Ngân Khánh, Trương Quỳnh Anh, Lâm Vĩ Dạ thường xuyên bị đồng nghiệp trêu chọc về nhan sắc của mình. Một số người cũng thường so sánh cô với các mỹ nhân cùng tuổi. Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng nữ diễn viên sinh năm 1989 đã trải qua 2 lần sinh nở bên cạnh đó. Còn vừa hoạt động nghệ thuật vừa chăm con nên ngoại hình của cô sẽ chững chạc hơn những người đồng nghiệp còn độc thân. Không chỉ vậy, đông đảo người hâm mộ còn đánh giá cao về tinh thần của Lâm Vĩ Dạ bởi cô luôn không ngừng nghỉ nỗ lực hoàn thiện bản thân từ công việc đến ngoại hình. Vâng, kính thưa quý vị, đó là những tin tức mới cập nhật được tin tức hôm nay và mình muốn chia sẻ đến các bạn trước khi mình dùng cơm với gia đình về ba cán bộ ở Tân Bình bị bắt vì làm thất thoát. Trong khi đó mình nghĩ rằng chắc sẽ có sự tham nhũng và hối lộ trong đó. Rồi ba tiếp viên hàng không Việt Nam VN10 đã xách về Việt Nam từ Pháp 10kg ma túy và thuốc lắc. Và 2 người hành khách đã bị cấm bay trong vòng 1 năm vì có cái tội là châm chĩa. Và cuối cùng là nhan sắc của Lâm Vĩ Dạ đã có dao kéo, phải không quý vị ha? Vâng, có dao kéo hay không thì mình cũng chưa biết sự thật như thế nào. Nhưng mà chúng ta hãy hiểu theo từ ngữ của chúng ta. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ và xin hẹn lại tất cả quý vị trong một video lần sau. Xin chào!